Chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các bạn sân chơi của robot Casebot trong cái ngày hội STEM vào tháng 3 năm 2023 của trường chúng ta. Nội dung thi Casebot là nội dung thi đối kháng giữa hai đội và các đội sẽ chuẩn bị một cái robot Casebot được lập trình có một số các chức năng như chức năng điều khiển bằng thông qua Bluetooth bằng điện thoại di động, chức năng tự bật đèn khi đi vào hầm tối, rồi chức năng tự động dò lai đi theo một cái đường vạch màu đen ở dưới nền sân chơi. Sau đó có chức năng gắp các vật phẩm và di chuyển các vật phẩm đến các cái vị trí mong muốn và di chuyển về vị trí xuất phát sau khi hoàn thành xong các cái nhiệm vụ ở các bước. Vậy thì ở sân chơi này gồm có những gì, chúng ta bắt đầu cùng tìm hiểu nhé. Các bạn nhìn tổng quan về sân chơi của chúng ta. Sân chơi của chúng ta bao gồm có hai vị trí xuất phát của hai đội. Ở đây là một nửa của sân chơi và nửa phần còn lại cũng được vẽ tương tự. Các đội xuất phát ở các vị trí được đánh dấu màu đen và di chuyển qua các cái hướng trên hình. Các cái hình được ô màu sập xanh đó là các cái nơi chứa các vật phẩm và nơi các bạn sẽ phải di chuyển các cái vật phẩm đến vị trí đó bằng cách gắp, dù sử dụng điều khiển robot gắp các vật phẩm đó và đưa đến các vị trí như yêu cầu của nội dung thi. Ta nhìn tổng quan về sân chơi như sau. Hướng mũi tên thể hiện hướng di chuyển. Các cái vạch màu đậm đen giữa là nơi các robot phải thực hiện dò lai tự động, tức là ta không được điều khiển mà robot phải tự di chuyển theo cái vạch dò trên đường. Rồi chúng ta bắt đầu thực hiện hành trình đi của robot nhé. Robot sẽ xuất phát từ với mỗi đội điều khiển robot xuất phát bằng từ vị trí xuất phát của đội của mình. Ở phía bên kia là đội của bạn. Khi có hiệu lệnh thì các bạn di chuyển robot theo hướng mũi tên. Và các bạn di chuyển sang cái phần thứ nhất, cái ô này các bạn sẽ thực hiện ô màu xanh đây, ta sẽ thực hiện gắp vật phẩm đây, sau đó điều khiển robot thông qua Bluetooth bằng điện thoại ta di chuyển tiếp theo hướng mũi tên. Sau đó ta gắp vật phẩm ta đặt vào ô thứ hai. Sau đó ta điều khiển robot đi theo cái đường gấp khúc này. Và ta đấy. Đến đường gấp khúc gặp ngã ba các bạn rẽ trái và gắp vật phẩm ở cái ô màu xanh kế tiếp, rồi ta di chuyển ngược trở lại và đi theo hình mũi tên. Ta qua đến cái ô màu xanh kế tiếp, ta sẽ đặt vật phẩm ở đây. Khi đó ta sẽ điều khiển robot đứng trước cửa hầm và để cho robot nhận dò lai, sau đó ta không điều khiển bằng điện thoại để robot thực hiện. Với yêu cầu khi các bạn bước vào cửa của đường hầm thì robot sẽ tự động bật đèn để soi đèn và robot sẽ điều khiển đi qua. Khi bước vào đường dò lai ở đây thì robot bắt đầu bật đèn để đi qua hầm. Đấy. Sau khi robot đi qua hầm xong thì robot di chuyển để ra ở phía trước này thì robot sẽ đi thẳng một mạch để tới vị trí này để gắp vật phẩm, sau đó quay trở lại để đặt vật phẩm ở vị trí này. Kế tiếp robot sẽ tăng tốc di chuyển một cách nhanh chóng đến cái vị trí bên tay phải. Đây, vị trí này bên tay trái, ta gắp vật phẩm ở đây, sau đó ta quay lại đi theo hướng mũi tên. Đặt vật phẩm ở đây. Sau khi đặt vật phẩm đây thì ta lại điều chỉnh robot cho nó nhận cái đường lai ở đây. Và các bạn không được điều khiển bằng điện thoại nữa, để robot tự hành trình theo đường đã được về để vạch sẵn. Tới ở vị trí này hết đường dò lai, các bạn được phép điều khiển điện thoại đến gắp vật phẩm ở vị trí này và đặt ở sang vị trí di chuyển ngược lại đặt vị trí đây. Tới ở vị trí này thì ta đặt vật phẩm và ta sẽ nhanh chóng di chuyển robot với tốc độ nhanh nhất có thể. Để robot di chuyển nhanh, các bạn cũng nên tính toán đến khối lượng của robot, và ngoài việc trang trí thì ta cũng phải nên cân nhắc về khối lượng của robot. Robot chạy nhanh, tăng tốc tới vị trí này và ta đặt vật phẩm ta gắp vật phẩm ở vị trí mũi kế tiếp, ta lùi xe lại rồi ta đến gắp vật phẩm ở vị trí này, ta đặt vật phẩm ở đây, sau đó ta lùi xe lại và tăng tốc về tới vị trí về đích. Thì khi đó đội nào về tới đích và với tổng thời gian ngắn nhất là và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra thì với theo luật chơi thì các bạn sẽ đạt được điểm tối đa. Ngoài ra thì khi các bạn đặt vật phẩm vào đúng các vị trí thì và đạt được yêu cầu như dò lai được tự động, rồi bật bóng đèn khi đi vào đường hầm và
thực hiện gắp thả các cái vật phẩm đặt đúng các vị trí thì các bạn được tính điểm ở từng thành phần. Rồi trên đây là thầy đã hướng dẫn về đường dò lai của robot Casebot, Casebot thầy hay gọi nó là Casebot. Và chúc các bạn có những trải nghiệm thành công trên sân này. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào ngày 11 tháng 3 năm 2023 tại trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.